Ê, đừng đừng đừng, không được rờ, không được rờ nha. Bàn tay của cô tặng phải không? Còn quan trọng hơn bạn trai tặng nữa. Thượng sư nói hôm nay tôi Phạm Thái Tuế phải bày đầy heo ở xung quanh mới có thể hóa giải hết được. Cho tôi nhìn nha. Không được sao nha. Đúng là mê tín mà. Bày mấy con heo nái ở đây thì có thể hóa giải được sao? Còn theo tôi bấy lâu, đừng có bao giờ làm cho tôi mất mặt nghe chưa? Nè, cô Mau, vậy thì cô nói không đúng rồi. Mấy chuyện này nếu cô tin thì có đó. Chị Tiên, có phải chị không vậy? Bây giờ mình chú trọng phân tích lý tính, đầu óc khoa học. Bày mấy con heo nái ở đây nè, chỗ của mình là văn phòng luật, là một chỗ chuyên môn, làm mất hình ảnh của mình hết. Cũng phải ha, tôi nói đùa thôi mà, cô đừng tưởng thiệt. Apple, đem cất hết đi. Dạ, cất đi, đem cất đi. Jam, gì đây? Hôm nay nét mặt của anh lạ lắm nha. Hơi lạ cái gì? Đâu có. Là lông mày đó. Trời ơi, chết rồi, anh đi tỉa chân mày hả? Thì bói nói làm vậy may mắn hơn mà. Anh cũng mê tín hay sao? Đâu có gì quan trọng đâu. À phải, cô Mau à, hợp đồng đã soạn xong rồi. Trời ơi, tại sao bén quá vậy? Sao vậy, để tôi lấy bằng keo cho cô. Như vậy có được gọi là tai họa đổ máu hay không? Tôi đã tính giùm cô sẽ gặp ba chuyện rắc rối. Một là tai họa đổ máu, hai là nạn thủy, ba là nạn quả. Bây giờ cô muốn nặng thủy cũng không được. Cô làm tôi ướt hết trơn rồi, cô làm cái gì vậy? Cô không tin tôi cũng không sao. Mai mốt khi ba nạn đó ứng nghiệm, cô sẽ đến đây tìm tôi. Đâu có ghê dữ vậy. Vào đi. Mấy giờ rồi? Thì tại cô nói không được cùng cô ra ngoài mà. Cũng đâu cần phải trễ như vậy chứ phải không? Tôi bị lỡ chuyến xe mà. Anh luôn luôn có lý do của mình. Hồ sơ của họ Cao mấy hôm trước nè. Còn ly này là cái gì vậy? Cái ly gì? Này thì kệ tôi đi. Nè bên nào. Trời ơi. Cô cầm cái kiểu gì vậy? Anh đưa cái kiểu gì vậy? Cô mau phun nước miếng đi, nước miếng đó. Anh ra ngoài đi, đi. Trời ơi. Cô phun nước miếng đi nha. Nè khoan đã. Hết nặng thủy, rồi tới nặng quả, các thứ đều có đủ hết. Từ đầu tôi đã biết được, chắc chắn cô sẽ quay lại tìm tôi. À phải Francis, có phải trúng hết không? À phải, không biết như vậy có được gọi là đúng hết hay không? Vậy mà không tính đúng hết rồi. Tôi đã nói thượng sư rất là giỏi mà. Cô biết không, thượng sư nói với tôi á, tôi và chồng của tôi kiếp trước có duyên nên kiếp này mới có thể làm vợ chồng với nhau. Nhưng mà qua khỏi kiếp này mọi thứ sẽ thay đổi hết trơn à. Trừ khi tạm thời tụi tôi chia tay, vậy thì 10 kiếp sau sẽ không chia lìa nữa. Vì vậy tạm thời tôi phải ly dị với chồng của tôi. Cô nên nhớ, sự chia tay tạm thời làm gì tương lai vĩnh cửu. Cô Mau à, tôi gửi cô cái này. Trời ơi, cục này gọi là gì vậy thượng sư? Cô cầm viên đá này mang về để ở nhà cô, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, số nhân viên của cô sẽ tăng lên, người yêu lý tưởng sẽ xuất hiện ngay. Linh vậy sao? Vơi nắng vậy hôm là được rồi hả? Cô còn nạn quả chưa ứng nghiệm. Không phải chứ, tôi đã bị phỏng như vậy rồi. Người yêu lý tưởng của cô sẽ đến cứu khi cô có chuyện. Lạ thiệt nghe. Nhà lớn như vậy kiếm cây búa không có. Thử cô có đọc được không nè. Ê cha, cũng được quá, thiệt tình. Nè anh làm gì nửa đêm nửa hôm đập đồ ầm ĩ vậy? Người ta làm sao mà nghỉ ngơi đi. Trời, anh lấy viên đá của tôi để đập hồ đào của anh sao? Trời ơi, không được đâu. Nếu không thì sao? Hả? Cầm hồ đào đập viên đây đá. Đây không phải là viên đá bình thường. Gì chứ? À, mới nhìn cũng biết rồi. Đây là đá dạ quang mà cô để TV làm gì? Anh biết cái gì chứ, anh im đi. À, trời. À, nâng niu quá. Có phải đá nhân viên phong thủy gì không hả? À, cô mê tín ngu muội quá rồi. Đâu có, làm gì có. Nhưng có một khách hàng tặng cho tôi cho nên tôi mới nhận thôi. Chú gì nữa, có ai nghe đâu mà sao? Mê tín của mụi này bao nhiêu tiền vậy? Hai người đang nói cái gì vậy? Chị cô đó, chắc là bỏ ra mấy trăm để mua cục đá này nè. Tôi đã xếp quần áo giùm cho hai người rồi. Đây là của Francis. Cái này á là thank của you, anh thiệt nè tình. Còn cái này của tôi. Ê có chuyện gì vậy? Tôi đã soạn mấy ngày trời rồi Nguyễn Uyển à. Bây giờ tính sao đây? Mấy tấm vé này mua thì kỳ, không mua cũng kỳ. Ai mới nói mình không mê tín vậy ta? Tại sao vé bị tôi ngồi lên lại không trúng được? Cô là phụ nữ, cái bàn tọa của cô, cô hiểu một bàn tọa của phụ nữ mấy cô không vậy? Ê trời.
Sao ảnh có vẻ đau khổ vậy? Có phải tôi có lỗi gì không? Không, cô không có lỗi gì cả. Cô đã làm rất tốt, rất đáng khen. Viên linh thạch này hấp thu ánh trăng vài lần thì có nhân duyên. Nhưng mà cũng vô lý, bởi vì cái cục này thấy cũng đẹp lắm mà. Lên. Nè, điên rồi hả? Cả trận đều thất bại, tôi cũng bị thua 5 trận, chứ còn la nữa, coi chừng bị đánh bây giờ. Anh Thiên à, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tất cả hy vọng của tạp chí Lăng Hữu đều đặt vào vụ ly dị của bà Cao. Nếu mọi tin không được, Lăng Hữu sẽ không thể phát hành. Không thể phát hành anh có biết sẽ thế nào không? Thanh Lý phá sản đó. Vậy thì sao? Chú trách tôi à? Tôi đã đưa chú đến tòa nhà Chí Tôn. Vậy thì sao? Chú hại tôi sất bất sang bang, tôi còn chưa nói à. Tôi biết ở đó bảo vệ nghiêm ngặt, khó mà lọt vô trong. Bởi tôi mới nhờ anh giúp anh Thiên. Anh giúp tôi thêm lần nữa đi mà. Im. Lên. Số 4. Sạch túi rồi, hài lòng chưa? Ý, số 4 khiếu nại kìa. Khiếu nại mắc mớ gì đến tôi? Anh có mua số 4 hả? Nhưng mà tôi có. Anh có. Ý, số 4 khiếu nại thành công kìa. Ô, các vị. Tức vé của tôi. Hả? Vé hả? Vé đâu? Vé đâu? Vé của tôi đâu? Hả? Tiền phụ đi. Vé ơi mày đâu rồi? Anh Thiên, anh coi nè. Phải nói không? Anh em nghe, chú giỏi thiệt. Chà, cảm ơn. Cảm ơn chú nhiều nha. Không có gì, anh giúp tôi cũng có giá trị chứ. Có giá trị là được rồi, dù có chết tôi cũng giải quyết giùm chú. Nhưng mà trước khi chết, ăn chút gì cá trước đi được không? Được, không thành vấn đề. Lãnh tiền. Ủa, sao kỳ cục vậy? Có 12 đồng rưỡi thôi hả? Kỳ thế. Sao kỳ vậy? Khiếu nại thành công cũng chỉ có 12 đồng rưỡi là sao? Vậy là sao? Sao cái gì? Lần này ăn với cá chắc rồi. Cá lòng tông đó. Đi. Bên kia có người đàn ông cao to, đẹp trai, ăn mặc lịch sự. Nãy giờ cứ nhìn qua đi hoài. Vậy hả? Không chỉ một lần đâu, nhìn mấy lần rồi đó. Ông nhìn chị hay là nhìn tôi? Để tôi nhìn kỹ lại đã. Nhìn cô đó. Chà, viên đá đó hữu dụng thiệt nha. Viên đá gì? Cái gì vậy? Khoan hỏi đã. Chị xem tôi có được hay chưa? Được. Được phải không? Còn nhìn qua nữa hay không? Hết rồi. Ông đang bước qua đây. Hả? Làm ơn, tôi ngồi xuống được không? Tự nhiên. Người thì người. Ở bàn đằng sau kìa. Thì ra là hắn mắt lé, không biết hắn nhìn cái gì. Nhìn mặt cũng thường thôi, cao to đẹp trai cái gì. Thì đó, cao to đừng độn. Thiệt tình nhìn kỹ lại giống trẻ mồ côi quá trời. Cô nhìn thấy mái tóc không? Y như cọng kẽm gì đó. Cô cần gì mấy người đàn ông này? Anh nói đó nha. Không chừng đúng là trẻ mồ côi. Hả? Vậy là đi chơi rồi. Hèn quá. Nói gì thì nói, có thể viên đá đó thu hút ánh trăng chưa có đủ. Viên đá gì vậy? Nói đi. Ánh trăng gì? Mai mốt đi. Giá nhà, tôi sao đây? Giá nhà. Cô còn một nạn quả chưa ứng nghiệm. Người yêu lý tưởng của cô sẽ đến cứu khi cô gặp tai nạn. Không sao chứ cô Mau? Không sao. Ủa, sao cậu ở đây vậy? Thì ra chỗ đó ngon hơn á. Hay quá, đông đủ. Để tôi giới thiệu khách trọ mới cho mọi người làm quen nè. Được rồi, không cần khách sáo. Tự nhiên tại sao lại có thêm một người tới ở? Anh không trưng cầu ý kiến của tôi, anh có tôn trọng tôi hay không? Lúc tri kỷ của tôi Nguyễn Uyển mới dọn tới đây ở, có ai trưng cầu tôi không vậy? Có ai tôn trọng tôi không hả? Có ai không? Nói đi. Đây là nhà ở của nhân viên cao cấp, chứ không phải ai cũng có thể đến ở. Nguyễn Uyển là tri kỷ cao cấp của tôi. Nhưng mà nghe nói cổ không phải là nhân viên cao cấp. Nó chính là em của tôi. Tôi chính thức tuyên bố bắt đầu từ hôm nay chú và tôi chính thức là anh em họ. Tôi đồng ý. Chú có đồng ý hay không vậy?
Thôi bỏ đi, mọi người đừng có cãi nữa, để tôi dọn đi. Ok. Nè, trời đất rộng lớn chú dọn, ai sẽ tội nghiệp chú đây? Nếu như anh đi, tôi cũng phải dọn đồ đi luôn. Nè, đi cái gì, mắc mớ gì đến cô? Sự thật là vậy mà Francis à, tôi cũng không nên ở lại đây. Còn không thì ảnh không ngại tôi ở đây, cho nên mình không cần làm khó dễ anh Man nữa. Công bằng. Với lại con người của anh Man thật thà, anh tới đây ở sẽ nhộn nhịp hơn mà. Francis à, chị cứ ở nhà một mình, nếu có thêm một người vui với chị sẽ đỡ buồn ngay phải không? Thông đồng phải không? Ok, tôi hiểu được rồi. Nè, cậu ở lại đây cũng được, nhưng mà chỗ của tôi á có nhiều nguyên tắc lắm, cậu hỏi ảnh sẽ biết ngay thôi. Thì nguyên tắc đầu tiên á là không được theo dõi bà Cao, không được phỏng vấn bà, hiểu chưa? Được rồi. Bây giờ bà Cao là khách của tôi không muốn bà nghĩ tôi lấy công chế tư. Ok, tôi hiểu chưa? Cậu có người anh họ như vậy thiệt tình chúc cậu may mắn. Yes, tấn công đại tư 11 mét. Anh còn la nữa tôi sẽ tấn công anh thiệt đó nha. Đúng rồi, từ nay mình nhộn nhịp lắm anh Man. Yeah, chào mừng anh. Dạ, hai vị dùng gì? Lát nữa. Thật ra làm vậy á, có khi nào không hay không? Tôi đã hứa với cô Mau là không được tiếp cận bà Cao nữa. Hả? Bây giờ không phải là mình tiếp cận bà Cao, chẳng qua mình tình cờ tới đây uống nước, tình cờ gặp mặt thôi, phải không? Ê, thì ra bà Cao đã có hẹn. Trời ơi, sao người đàn bà này mặc đồ kỳ vậy? Bà này là ai vậy? Nhìn kỹ họ có vẻ như thân lắm. Có khi nào họ có quan hệ gì mờ ám không? Hai vị dùng gì không? Anh bạn. Bên kia kìa, người đàn bà ngồi với bà Cao là ai vậy? Ừ, xin lỗi tôi không biết. Hả? Bà Cao là thường xuyên lưu tối chỗ này, không lý nào anh không biết. Nghĩ kỹ lại đi, nhanh lên đi. Tôi nhớ ra rồi. Thực ra bà ta là thượng sư Thanh Vô Liên. Bà Cao nói bà rất giỏi nên luôn tin lời bà. Dù chuyện lớn chuyện nhỏ bà cũng hỏi ý trước. Cảm ơn anh nghe. Bye bye. Cái bà thượng sư này chắc chắn có gì đó. Vậy bây giờ mình làm gì? Làm ơn chạy đi. Nhưng mà tôi đã hứa với cô Mao rồi. Bây giờ anh đâu có theo dõi bà Cao, đâu phải là anh phản bội lời hứa chứ. Vậy cũng phải ha. Chạy đi, nhanh lên. Hòa thượng thì vô miếu tự, linh mục thì vô nhà thờ. Thượng sư lên du thuyền làm cái gì vậy? Trời ơi, hòa thượng cũng phải ăn cơm, linh mục thì cũng phải đi toilet. Anh không cho thượng sư tới đây đi chơi du thuyền hay sao? Đứng chờ nãy giờ bà cũng chưa ra, không biết làm cái gì nữa. Nhưng nói gì nói chứ thượng sư này cũng biết theo đuổi hưởng thụ cuộc sống quá hả? Trời ơi, anh không cho bà đi tới đây để bắt ma da hay sao? Anh không nghe hả? Ở đây có nhiều ma da lắm đó. Cô còn la nữa bắt luôn cô bây giờ đó. Khoan nói, anh coi kìa. Ủa, ai vậy ta? Đưa đây. Trời ơi, thượng sư. Trời ơi, vậy cũng được sao? Bả mặc đồ khiêu gợi quá. Có phải không ta? Ủa, có đàn ông. Ủa, người này là ai vậy? Hả? Nhưng mà tôi cứ cảm thấy hình như người đàn ông này hình như quen lắm đó. Gặp ổng rồi sao? Là ông Cao, chồng của bà Cao đó. Còn nói nữa, chụp lẹ lên, nhanh lên. Nhanh lên, đúng rồi. Thượng sư vừa mới ra ngoài, lát nữa sẽ về, cô tìm có chuyện quan trọng à? Tôi không biết nó có quan trọng hay không, nhưng mà bây giờ đối với tôi mà nói cũng cũng
cũng quan trọng lắm đó. À, thượng sư về kìa. Thượng sư, Francis chờ thầy nãy giờ. Ngồi đi. À, thượng sư. À, không lẽ người yêu lý tưởng của cô đã xuất hiện? Chính là chuyện đó. Tức là tôi muốn hỏi thăm thượng sư một chút. Đó là người yêu lý tưởng tôi thì không biết. Tức là cô có thể... Thật ra cô muốn hỏi gì thì cứ việc nói thẳng với tôi. Có thể thay đổi người yêu lý tưởng không? Cô Mao à, cô đã gặp vấn đề gì? Bởi vì tôi phát hiện tôi và người đó, tức là về phía tuổi tác có chút vấn đề. Đàn ông lớn tuổi một chút chững chạc hơn mà. Không phải đâu, người đó lại nhỏ hơn tôi. Những chuyện nhân duyên là thượng đế sắp đặt. Nếu hai người thật sự xứng đôi vừa lứa, tôi đành phải bó tay thôi. Nè thượng sư à, cô nói gì tức là sao? Tức là hết cách rồi hả? Ý trời thì khó cãi. Nhưng mà nếu cô muốn biết có thay đổi hay không, tôi còn có cách khác. Vậy hả? Về rồi. Ông Tổng, tôi mới được tin rồi. Là tin gì? Tụi tôi phát hiện ở đằng sau vụ bà Cao ly dị là có một sự việc kinh thiên động địa, ít ai biết tới. Nè, ông Cao á, quan hệ với người đàn bà khác, muốn tiết kiệm tiền cấp dưỡng, cho nên thông đồng với người đàn bà đó diễn một màn lừa bịp truy kỳ. Nè, mau nhắn xử anh chuẩn bị làm việc đi. Nè, mau trắng phim đi, trắng phim đi làm việc. Tôi giao cuộn phim cho cô nghe. Anh đi đâu vậy? Cô mau được bà Cao ủy nhiệm, tôi phải báo cho cô biết, ok? Chỉ cần tối nay đúng 12 giờ, cô ngồi trước kiến gọt trái táo. Nhớ nha, vỏ táo không được đứt đoạn. Như vậy, khuôn mặt người yêu lý tưởng của cô sẽ xuất hiện trong kiến. Mình đã được giáo dục kỹ lưỡng. Dù nghĩ cái gì, mình cũng dùng đầu óc khoa học để suy tính. Lẽ nào mình lại tin đúng 12 giờ ngồi gọt vỏ táo mà gặp người yêu lý tưởng dớ dẫn như vậy chứ? Nhưng mà vậy, mình đã cô đơn 30 mấy năm rồi, dù là khoa học cùng lắm chỉ có thể giúp mình làm sản phụ cao niên. Mình ăn táo lần nào cũng phải gọt vỏ thôi. Chẳng qua tối nay đúng 12 giờ mình vô tình gọt vỏ ăn táo, cho nên mình cũng ok. Cô Mau. Hả? Trời ơi cô à, cô làm ơn nhẹ tay giùm đi. Bây giờ tay cô không ngừng chảy máu, không đầy mạnh làm sao mà cầm máu được. Phải đó, nó chảy máu nãy giờ tính sao đây? Có bị đe dọa tính mạng hay không? Có cần tiếp máu không? Bác sĩ à, có cần tiếp máu hay không vậy? Không cần tiếp máu đâu, cô bớt nói một chút sẽ không sao mà. Không phải đâu, không phải đâu bác sĩ à, nó chảy máu nãy giờ. Chà, nhịp tim của cô đập nhanh quá hay chỉ không ngừng chảy máu? Cô bị cú sốc đâu vậy? Đâu có. Chỉ cần cô canh đúng 12 giờ đêm ngồi trước kiến gọt trái táo, người yêu lý tưởng của cô sẽ xuất hiện. Cô Mau. Hả? Cô à. Cô. À đâu có gì, tôi không sao. Hai người làm gì nhìn tôi vậy? Mặt của cô đỏ quá, tôi nghi ngờ huyết áp và tim của cô có vấn đề. Để chắc chắn một chút, tôi sẽ cho cô khám tổng quát. Bác sĩ à, bác sĩ. Cô Mau, cổ có tạm sao thời, không? Cổ phải nhập viện đi theo dõi một đêm. Tôi có chuyện rất là quan trọng, rất quan trọng phải nói với cổ. Tôi vô được không? Bây giờ cổ không ngừng chảy máu, cổ không thể bị cú sốc gì nữa. Hôn nhân trang nghiêm và cao cả, vợ chồng thương yêu luôn là điều thánh thiện. Trách nhiệm trong hôn nhân quan trọng đến thế nào? Cô Mao Tiểu Tuệ, cô có đồng ý lấy ông Tiêu Tiết Nam làm chồng chính thức của cô không? Tôi đồng ý. Tôi phản đối. Ba, con không thể lấy một cậu bé như vậy được con à. Francis, anh nhỏ hơn cô nhiều lắm. Vậy sao cô lấy ba tôi chứ hả? Đàn ông và đàn bà khác nhau, không thể gộp chung mà nói. Ba có nhầm lẫn hay không vậy? Ba có xem phim Nhật không? Chuyến đi dài hạn đó, sơn khẩu thiên trí cũng lấy một xương thắt tay mà. Hey, mình là người Trung Quốc chứ không phải là người Nhật. Người đời sẽ đàm tiếu đó. Nếu như cô lấy cậu ta, tôi sẽ đuổi việc cô. Tôi chẳng thà cô đồng tính liêu ái còn hay hơn. Nếu cô lấy người này thì tôi lấy học sinh tiểu học đó. Im lặng. Nè, nếu tôi không lấy chồng, không chừng sẽ không còn cơ hội đó nữa. Tôi không muốn 70-80 tuổi vẫn cô đơn mừng lễ tình nhân, còn không thì hàng năm đến sinh nhật giả bộ nói là có hẹn. Tôi không muốn sống cuộc sống đó nữa, mọi người có hiểu hay không vậy hả? Tôi hiểu. Mắc mớ gì tới anh? Tôi tuyệt đối không cho cô lấy người này. Tại sao vậy? Bởi vì tôi căm ghét bản thân mình đã yêu cô. I hate myself for loving you.
sao chứ? Tôi mới thấy ác mộng. Thấy ác mộng? Ác mộng nhất trong ác mộng. Trời, muốn ói quá. Nè nè nè, uống nước đi. Cẩn thận, cẩn thận. Từ từ, từ từ thôi. Để lại chưa? Nè, Apple à, cô hãy nói tôi biết. Có phải thông thường nằm mơ và thực tại luôn trái ngược với nhau hay không? Chắc là vậy. Có phải khẳng định không? Ờ, phải. Vậy cũng đỡ yên tâm hơn. Cô làm gì đến thăm tôi sớm vậy? Tôi bị thương nhẹ không sao đâu. Cô không sao nhưng bà Cao thì có. Bà Cao? Tại sao lại đánh nhau? Nè Mimi, cô mới bị ăn cướp à? Hả? Francis. Ủa, thượng sư cũng ở đây à? Bộ hai người cùng gặp bọn cướp càng sao? Hả? Cổ đó, hèn hạ đê tiện. Cô còn vừa ăn cướp vừa la làng. Tại cô ra tay đánh tôi trước thôi mà. Tôi đánh cô trước hả? À sếp à, cô đánh tôi trước đó. Mau bắt cổ đi. Sao hai người? Cô đánh tôi trước vậy hả? Bọn cô la xong chưa? Hả? Là mở khai tiếp đi. Cô đánh tôi trước mà. Sao hai người đánh nhau? Cho cô coi cái này nè. Thì ra cô Thanh Vô Liên này có quan hệ với lại ông Cao. Ông Cao thật không hữu danh là họ Cao đó nghe. Ông lừa vợ ông ly dị vậy. Chẳng những không cần chia gia tài mà còn tiền cấp dưỡng cũng đỡ tốt. Sếp à, cô đánh tôi trước á, tôi muốn đi giám định. Bắt cổ vô tù là đúng nhất, đồ khốn kiếp mà. Cô dám gọi tôi là đồ khốn hả? Tại sao cô dám giặt tôi? Tại sao cô dám giật chồng của tôi? Cái gì chứ? Có phải cô thấy đánh nó chưa đủ hay sao? Cô làm gì? Chà, sao bà Cao đó ngu quá vậy? Thì đó, làm gì có. Chồng của bà Cao còn tệ bạc hơn, cấu kết với người khác lừa vợ của mình. Trời ơi, tàn nhẫn. Đã nói xấu ai vậy? Cô Mau. Không phải là nói ai, họ nói cô á. Anh đã nói anh đó hả? Sao lại nói tôi? Tôi không ở đây, nếu họ muốn nói phải giáp mặt mới nói chứ lý thú hơn, phải không? À, phải rồi, bà Cao có dùng chiêu đảm mông cướp không vậy? À, sao hả? Tình hình hai người thế nào? Ai bị nặng hơn? Phụ nữ đánh nhau dĩ nhiên là nắm tóc. Theo tôi thấy á, lẽ ra phải cặp dùng miệng để cắn nè. Anh có chút lòng thương hại được hay không? Bà Cao đó đã thê thảm lắm rồi ha? Bị thượng sư Thanh Vô Liên kia lừa gạt. Bây giờ còn dở lẽ người đó và chồng của mình có quan hệ. Đối với người đàn bà mà nói, vậy là quá đắt rồi. Chẳng những là quá đắt mà phải nói là đắt quá, phải không? Cái này gọi là tự mình chuốc cái họa, đi tin nhân duyên mười kiếp gì đó. Còn phụ nữ vô tri thì tin thuốc thanh xuân, thuốc ngàn năm bị người ta gạt đó. Cô có ăn học mà, cô có đi thi mà hả? Cô đi tin những chuyện đó, dùng bàn tọa để suy nghĩ mà ha? Chắc chắn phải thúi rồi. Ủa cô Mau, cô cũng có viên đá nghe. Đâu có, tôi đâu có đá gì đâu. Nè, tôi không chỉ đã đi thi, tôi còn được giáo dục kỹ lưỡng nữa. Tôi mà bị thầy bà lừa gạt dĩ nhiên là không rồi. Dĩ nhiên rồi, cô Mau thông minh, lừa được tôi cũng không lừa được cổ đâu. Thì đó. Ôi, Mau Tiểu Tuệ à, Mau Tiểu Tuệ, mày thất sách quá rồi. Mày học hành rất nhiều. Ở đại học á, mày đã tốt nghiệp hạng giỏi. Tự nhiên tin vào cái viên đá gì đó à. Mày có nhầm lẫn không chưa hết nha. Đúng 12 giờ ngồi gọt trái táo, thiệt tình mất mặt muốn chết luôn vậy. Nhưng mà cũng may, điều đó chứng tỏ người yêu lý tưởng không phải là chú nhóc đó. Ông trời luôn phù hộ mình. Được, đi ngủ một giấc, làm lại từ đầu. Ok. Sao hả chị Tiên? Hết rồi. Tôi tưởng đâu thượng sư Thanh Vô Liên đó thật sự tài giỏi. Cô mua một viên đá về mà có người đến rước tôi sẽ mua cả tá luôn. Thì ra là bà bất tài vô dụng. Bây giờ không có đàn ông hết trời rồi. Trời ơi, chị đừng có nói như vậy mà. Đàn ông đâu phải là chết hết. Được rồi, có mà. Là cô nói thôi mà. Còn trẻ đẹp trai, mình hay để ý họ, họ lại không thèm mình. Kẻ tệ, kẻ nghèo và yêu mình lại không đếm xỉa họ. Làm tôi lương tin ở hiền thì sẽ gặp lành. Nè, ngày thường á, mình có từ thiện, có quyên góp quần áo cũ, có dạo bát dạng hành, phải không? Cho nên á, thượng đế sẽ cứu rỗi mình. Cái đó gọi là báo vật dưới đáy biển. Tôi không có từ thiện, tôi không có quyên góp quần áo cũ bao giờ hết. Vậy thì hết rồi. Không thể tính như vậy được chị Tiên à. Nè, chị làm sao biết tiểu siêu nhân không yêu loại phụ nữ như mình? Nhưng mà mình chưa có dịp gặp mặt thôi. Tôi đã gặp mặt rồi, nhưng anh không có thèm để ý tới tôi. Nhưng mà không chừng đại siêu nhân sẽ yêu chị, phải không? Chắc cũng có. Cho nên chị phải nhớ cách ngôn Mau Tiểu Tuệ. Có thể thua mọi thứ, không được thua niềm tin. Tới giận trời rồi mình còn cơ hội. Cũng được, đi. Không có, tôi không có thiệt mà. Kim Lâm, không thể nào. Anh đừng có lừa tôi nha. Bà đưa đây. Kỳ này Lăng Hữu vừa phát hành nó đã bán sạch rồi. Bản thân tôi muốn giữ một quyển làm kỷ niệm cũng không nữa. Có phải anh không vậy? Chú có đưa cho họ đi. Mất công mai mốt tới đây mấy người này phun nước miếng vô thức ăn. Cái chuyện tày trời gì không dám. Nhanh lên đi. Lẹ lên đây. Anh đây. Anh đây. Nè.
Nè, thì ra bà Cao tin lời thầy cúng thiệt đó nha. Biết trước mình sẽ lừa vợ ông đó. Ở đây có đăng hình ông Cao và thầy cúng nó hẹn hò nữa nè. Anh Men à, tôi phải chạy khắp nơi á mới tìm được quyển kỷ niệm này cho anh. Tôi định để cho anh để dành. Bây giờ bị bà tên đó làm nhầu nát hết trơn rồi. Không sao, nhầu nát cũng đỡ hơn là bày ở sập báo. Chồng này chồng nọ không ai mua. Đành vậy, nhưng dù sao lần này anh đã cực khổ đi moi tin. Hơn nữa còn độc quyền đăng tin. Cái vụ ly dị ông Cao và bà Cao có giá trị kỷ niệm lắm. Vậy cũng phải. Cô đã nghe chưa cô bé? Cái gì? Cô kiếm được một quyển cũng sẽ kiếm được quyển thứ nhì. Mau đi kiếm nữa tá về đi, lẹ lên. Để tôi tiếp tục tìm. Ê nè nè, tránh ra. Nè, sao anh sai cổ làm việc chi vậy? Cổ là con gái mà. Nếu cô gái nó không thích bị sai, chú sai cổ dĩ nhiên là không được. Nhưng mà nếu cô gái nó thích bị sai, chú không sai tức là bất lịch sự, không được lễ phép rồi. Tức là có những người thích mời chú uống nước, chú không cho người ta mời tức là không nể mặt. Tôi nể mặt chú, ok, cảm ơn. Bữa nay không, có phải chú không vậy? Tôi đã giúp chú vào sinh ra tử ở tòa nhà chứ. Thôi không cần nói nữa, tôi không nhớ đâu, tôi không nhớ chuyện này suốt đời đâu. Có những thôi, kẻ trong đời được hội rồi, nghĩa được rồi, tôi thôi, không thôi, đau thôi, quán thôi, lung tung đâu. Làm cái gì mà nóng giận quá vậy? Ý của tôi là nếu đãi anh bữa này thì thiếu thành ý quá. Tôi đã nhìn lầm con người của cậu, cậu vẫn còn lương tâm. Chí ít thì cũng phải một bữa bào ngư tôm. Tức là nếu có thêm vi cá với lại tổ yến, trên cơ bản cậu cũng là anh hùng dân tộc. Được, không thành vấn đề. Khi đặt chỗ tôi sẽ đặt luôn, ok? Không uổng công tôi dâng hiến tấm thân. Nhưng nói thiệt nha anh Thiên, thiệt tình lần này tôi rất là cảm ơn anh. Nè thôi đi, hễ thiệt tình thì bắt đầu giả tạo à. Tóm lại từ nay về sau chú và tôi không cần nói chuyện. Chú còn 2,000 không? Hả? Tóm lại nếu hôm nay Dư Lạc Thiên này không thể trả tiền cho chú thì chú cứ trừ trong tiền nhà. Lẹ lên đi ha, thiếu nợ thì phải trả. Thôi tôi không có đồ đâu ha. Đủ rồi ha. Được rồi ha. 2,000 ha. Tới giờ đặt cá ngựa ha chú em. Đặt cá ngựa cái gì? Anh không dùng để trả nợ hả? Tôi thiếu mấy chục ngàn, 2,000 sao đủ. Dĩ nhiên phải dùng để thử vận may. Không chừng ngược lại tôi sẽ mời chú ăn cơm ha. Ok. Tính tiền. Vận may. Nè, đây là báo cáo của chuyên viên hạch toán đề cập lượng phát hành kỳ đầu tiên của tạp chí Lan Hữu vô cùng tốt đẹp, hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận giữa thân chủ của anh và tạp chí Lan Hữu. Đúng ra thì là phải thử 3 kỳ, nhưng mà bây giờ kỳ đầu tiên cũng bán gần 3 kỳ sạch sành sanh hết rồi. Tôi nghĩ có lẽ là thân chủ của anh cũng hài lòng lắm rồi. Nói thiệt, tôi cũng muốn mọi người có lời. Lấy mấy bộ bàn ghế cũ đi bán được bao nhiêu tiền chứ? Nợ lâu dài từ từ trả, có dây có trả mà. Nếu là như vậy, tạp chí Lan Hữu có thể tiếp tục duy trì hoạt động rồi. Quý bỏ lệnh thanh lý. Đúng rồi. Ông Tổng ơi, mình có thể tiếp tục cố gắng làm tốt rồi. Báo tin mừng cho họ biết đi. Tự nhiên nha. Cô Mau à, làm phiền cô. Trách nhiệm thôi. Vụ này kết thúc còn một vụ chưa xong. Anh muốn nói ông Cao bà Cao hả? Phải. Thật không ngờ hả, chúng ta có chuyên môn cũng bị vợ chồng họ chơi qua mặt luôn. Từ đầu tôi đã thấy thượng sư Thanh Du Liên đó có âm mưu rồi. Không phải chứ cô Bao, cô biết trước rồi à? Phải đó, tôi có nhắc bà Cao, tại vì bà không nghe lời tôi thôi. Nhiều khi hễ đàn bà nú lận á cũng khó nói lắm. Đi tin mấy bà cúng này. Chà, cô mất tự nhiên quá, bộ mất viên đá hả? Để tôi ra ngoài lượm cho cô viên khác. Im, câm miệng. Đi nha Alex. Bye bye. Bye. Nè Nguyễn Nguyễn à, tối nay đừng ăn cơm ở nhà nữa, ra ngoài ăn cơm đi. Francis, hôm nay tôi phải đi phản đối ôn hòa, không gây bạo động, khỏi chờ tôi ăn cơm, Nguyễn Nguyễn. Lại đi biểu tình, lại muốn phản đối cái gì đi? Cô đừng bắt tôi tới sở cảnh sát bảo lãnh cô nữa đó nha. Đành chịu thôi. Cô làm má vậy sao? Cô phải mua những thứ ăn được bỏ trong tủ lạnh mới được chứ. Chỉ còn một ly mì. Được, qua loa một bữa. Sau khi ăn xong, quỷ luôn xác của mày, Dư Lạc Thiên không phát hiện, Kim không được ăn.
Rồi đúng 3 phút. Lại là mày nữa Tiếu Cường. Trời ơi sao mày kỳ vậy? Cả nhà chỉ còn một ly mì mày cũng dành với tao. Được, tao không ăn. Tao cho mày ăn. Mày nhớ như vậy để coi mày có ăn hết cả một ly, một ly mì này hay không. Mày đi chết đi. Mau Tiểu Tuệ, nghĩ lại cũng không được. Để coi mày mốt có lớp huấn luyện can đảm để tham gia hay không. Tối ngày bị con quỷ Tiếu Cường đó nó hù mày đến nỗi ăn cũng không được nữa. Lỡ mày mốt chết thì sao đây? Xin lỗi nha cô Mau. Là cậu hả? Làm giật mình à? Sao cậu đi im ru vậy? Có chứ, tại cô không nghe thôi. Sao khuya vậy? Anh họ của cậu đâu? Anh nói là tối nay đi chơi suốt đêm, khỏi chờ cửa ảnh. Suốt đêm, tức là đi chơi. Cậu nên cẩn thận người này, đừng đến gần quá bị lây cho con coi. Thật ra con người của ảnh cũng không đến nổi tệ đâu. Nhiều khi ảnh tốt với tôi lắm. Nhiều khi cái gì? Tôi nói vậy chỉ muốn tốt cho cậu. Ok cảm ơn. Cô Mau có ăn cơm chưa? Không biết trái này có được tính là ăn không? Tôi nghĩ ra một chỗ. Hả? Đây là chỗ mà cậu hay nói đó hả? Ừ phải rồi. Món ruột ngỗng ở đây ngon lắm. Là nội tạng của động vật, cholesterol cao lắm. Vậy sao? Nhưng mà cô ăn thử đi. Sao? Ngon không? Cô Mau à, cô là người sang trọng, chắc cô ít tới quán vỉa hè lắm ha. Vậy thì không hẳn. Lúc còn học trung học á, tôi cũng có đi ăn hủ tiếu trứng cá. Chà, nói tới cũng hơn 20 năm rồi. Lần cuối cùng cô đến đây hồi nào? 3 năm trước á, tôi có đi ngang qua mua một ly cà phê để đem về. 3 năm hả? Vậy thì cô nên thường xuyên tới đây. Bởi vì món càng cua chiên giòn ở đây á, ngon số 1. Rất là ngon. Chiên nè. Giòn hả? Ăn xong không tốt cho da, cậu ăn đi. Cậu nhìn gì vậy? Đâu có cô Mau. Da của cô đẹp lắm. Sợ cái gì? Nè thử đi. Cũng được. Thật ra tôi cảm thấy cô giỏi lắm. Nè cô học rất là cao nè, phải không? Kiếm tiền cũng nhiều, với lại thành công trong sự nghiệp. Cộng với khuôn mặt của cô cũng xinh đẹp lắm đó. Ăn mặc thì cũng đúng ngô đen, nói chuyện thì cũng có duyên. Nghĩ kỹ cô rất giống như là... Giống cái gì? Giống cô giáo trung học tôi thương thầm. Phải rồi, ăn xong cô có làm gì không? Tôi có một chỗ hay. Rồi. Đây là đâu vậy? Tối như mực không có ai hết. Đi theo tôi. Hả? Vui thiệt nha. Nhảy tiếp đi. Cô Mau. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, vui lòng điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe thôi. Nếu không bị người ta thưa cô đó. Cứ để cho họ thưa đi. Tôi là luật sư mà. Cùng lắm thì tôi sẽ cãi với họ thôi. Tôi còn làm luật sư biện hộ giùm cho cậu nữa kìa. Tôi sẽ kêu tòa ông xử cậu ta, giữ hành vi là được rồi. Đừng có ở tù. Cảm ơn quan tòa. Nè, có phải cậu thường đến vũ trường đó hay không vậy? Cũng thỉnh thoảng thôi. Vui hay không vui á, tôi cũng tới chơi. Sau khi chơi xong, tôi sẽ về nhà đánh một giấc tới sáng. Vậy cũng phải. Lúc nãy tôi lắc qua lắc lại như vậy cũng vui lắm đó. Nhảy xong thoải mái. Phải rồi, quan trọng nhất là đem những chuyện buồn phiền trúng trúng trúng. Tôi nói cậu biết nghe. Lúc nãy khi tôi khiêu vũ, ban đầu tôi cứ sợ là người ta sẽ cười tôi. Trời ơi, cô già quá rồi còn tới đây chơi nữa. Cần gì biết người ta nghĩ gì. Thật ra làm người không nên mang nhiều gánh nặng làm đúng. Gì cần nhất là mình cần phải vui. Đúng, mà kệ nó, cần nhất là vui vẻ. Có lý vô lý, tiếp tục vui vẻ. Yeah.